2002-2005 và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình hội khóa 20 năm ký ức và kỷ niệm. Giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho quý thầy cô giáo, các anh chị phụ học sinh niên khóa 2002-2005. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo nhà trường, cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh đang học tập tại trường rất hân hoan và chào mừng và cảm ơn quý thầy cô giáo, nguyên là cán bộ giáo viên nhân viên của trường và các anh chị phụ học sinh niên khóa 2002-2005 về thăm trường và tổ chức hội khóa 20 năm ngày vào trường. Trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi nắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Hai mươi năm tuy chưa phải là một chặng đường quá dài, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để bây giờ khi nhớ lại những ký ức của tuổi học trò hồn nhiên, chúng ta có thể mỉm cười tự hào đó là những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ. Thay mặt ban tổ chức hội khóa với chủ đề 20 năm ký ức và kỷ niệm, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm 20 năm ngày vào trường của niên khóa 2002-2005. Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thời đó ghi dấu bao mộng mơ, tìm một hạnh phúc chưa có rừng rỡ năm tháng tuổi thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay 20 năm sau là 70 năm ngày thành lập trường, thầy rất cảm ơn các em và rất xúc động. Thầy cảm ơn khóa, ban tổ chức và các em rất nhiều. Và chúc hội khóa thành công tốt đẹp. Người ơi, tôi đã sống rất tình.